Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Ramma chaloka thi ba ti sa hàm ba ti ca tan cha li an thi qua răng a ya cha tha san te sa sat tap ba ra chấm ca cha ti ca đề se tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê rim bi na yan cha ca yan su tan cha băng thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta yan tơ ta tu sắp cha đăng đăng ba bơ tha nay dê và đi xa cha mạch chê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lộc dạ ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là ông kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tới mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp của kinh số 349. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được ăn vui tiếng quá. Con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính cảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn vì đã cho biết được tín hiệu rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tề Nguyên, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào đại chúng ở trung trung. Kính thưa quý vị, hôm nay là mùng 1 của tháng 11, ngày sám hối pháp lệ tại chùa Quảng Nghiêm. Do vậy chúng tôi tranh thủ, chúng tôi giảng từ vựng, sau đó sẽ tỉnh Thượng Tọa Quyền thuyết giảng viên sự về ý nghĩa. Thượng Tọa cũng vừa giảng ở trên room pháp cú kinh này và cũng vừa giảng tại chùa nhân ngày sám hối pháp lệ, thành ra chúng tôi sẽ đi nhanh hơn một chút, mong quý vị thông cảm. Quý tất cả ba mắt tất sát chàn tu nô, quý tất cả ba mắt hi tất sát chàn tu nô, quý tất cả ba mắt hi tất sát chàn tu nô, tiếp bát ra gắt sát
Supanupassino Tibbaragassa Supanupassino Tibbaragassa Supanupassino Payotanha Bhagavatati Payotanha Bhagavatati Payotanha Bhagavatati Esa Khô Đàn Hằng Ca Rô Tiết Bàn Thanh Năng Ê Sá Khô Đàn Hằng Ca Rô Tiết Bàn Thanh Năng Ê Sá Khô Đàn Hằng Ca Rô Tiết Bàn Thanh Năng. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái hợp từ Vitaka Pamatitasa, có nghĩa là người bị khuấy động bởi tư duy. Người bị khuấy động bởi tư duy. Quy tắc cá là tư duy hay là tầm. Ba mát thi tá có nghĩa là dao động hay là khuấy động. Người bị dao động bởi tư duy. Do chia theo sở thuộc cách thành ra nó từ ba mát thi tá nó trở thành Bát thí tát sát. Kế tiếp thì chúng ta có một cái danh từ nữa, chanh tu nô có nghĩa là của nhân loại hay là loài người hay là chúng sanh. Nhân loại, loài người, chúng sanh, chúng ta lấy một cái nghĩa nào cũng được quý vị. Tibbaragassa có nghĩa là tham ái sắc bén. Tibbaragassa tham ái sắc bén. Raga tham ái, tibbaragassa sắc bén. Tibbaragassa supanupassino có nghĩa là nhìn cái đẹp, nhìn cái đẹp. Dạ, xin lỗi quý vị. Nhìn cái đẹp, dạ đúng rồi. Kế tiếp thì là phay vô ở đây có nghĩa là hơn trạng từ phay vô hơn. Tanha là tham ái. Danh từ này thì quá quen thuộc với những người Phật tử của chúng ta rồi. Bhagavatati, đây là một cái động từ. Bhagavatati có nghĩa là tăng trưởng. Bhagavatati là tăng trưởng. Esa là một cái đại từ. Đó hay là người đó. Đó hay là người đó. Khô là thật vậy. Khô có nghĩa là thật vậy. Đanh hăng là chắc chắn hay là mạnh hay là bền. Đanh hăng chắc chắn, mạnh hay là bền. Các rô tí đây là cái động từ. Các rô tí có nghĩa là làm. Các rô tí làm. Cuối cùng chúng ta còn một cái danh từ nữa, banh thanh năng, trói buộc.
ban thánh năng là trói buộc. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần tự vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Như Quỳnh. Quý tắc cá bát má thí tát sát chành tu nô tiếp bát ra gắt sát su phà nú bát si nô phây dô tàn hà bá quát ta tí ê xá khô đàn hằng các rô tiếp bàn thánh năng. Có nghĩa là người tà ý nhiếp phục, tham sắc bén nhìn tình, người ấy ái tăng trưởng, làm dây trói mình chặt. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ thì con không biết là Thượng Tọa Tuệ Quyền đã chuẩn bị xong chưa. Nếu Thượng Tọa chuẩn bị xong rồi, Thượng Tọa cho con biết một cái tín hiệu để con thỉnh Thượng Tọa Quan Lâm Pháp Tòa. Nhà yeah. Một lần nữa cho con hỏi là Thượng Tọa Tuệ Quyền, dạ yeah, Thượng Tọa Tuệ Quyền đã xong chưa? Bây giờ nếu mà xong rồi thì con thỉnh Thượng Tọa cầm mic. Không biết là chắc Thượng Tọa đang xài iPhone rồi, đang xài smartphone rồi. Không có thấy cái chỗ đưa tay không Thượng Tọa? Quý vị dạ, bị chat lên cái dòng chữ dùng thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền cầm mic, hay là hỏi Thượng Tọa đã chuẩn bị xong chưa. Dạ, Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không Thượng Tọa? Thỉnh Thượng Tọa cho con biết được cái tín hiệu. Dạ, có tín hiệu hả? Dạ, vậy bây giờ thì con thay mặt hội chúng ở trong Trung Pháp Cú Kinh xin thành kính cùng thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Thank you.
Thưa quý vị, hôm nay ở trên kênh của cô thì giảng tới câu số 349. Kinh Pháp Cú thì có 423 câu. Thì hôm nay là tới trong trên đoạn 349. Thì từng ngày câu vậy đó. Chúng ta có 365 ngày. Cái đoạn Pháp Cú này ngày nào cũng giảng hết, chỉ ngoại trừ Thái Nhân Yên thôi. Còn tất cả là sẽ dừng lại. Còn cứ như thế, quý vị có nghe được không? Nghe được rõ không? Thì cái này là câu cuốn này và cũng là nó trùng với cái ngày sám hối ở tại chùa, đó là ngày 1 và ngày 15. Và ngay vào cái giờ điểm này luôn, cái thời điểm này và chúng tôi đã nhận dạy. Lẽ ra thì ở hội quý vị gặp chúng tôi liên tục, bởi vì chúng tôi thường thường chúng tôi sẽ giảng ngày 15 và thỉnh chưa tăng ngày 1, nhưng vì chúng tôi vừa tính các vị đổi là lập tức nó tới cái dịch nữa. Tới cái dịch mà mình thỉnh các vị đi thì không được. Nó cũng như là thật ra sự ra thì người ta không có phải cấm điều kiện giãn cách, chứ không có tập trung lại. Nên nó thỉnh Pháp Sư để trực tiếp vào năm đàn thì có chúng tôi tại quận quý vị là người ở địa phương. Cái đó cái sinh hoạt lại thường của mình rồi. Vậy là chúng tôi cũng báo cho quý vị cái tình hình như vậy. Thì bắt thì sẽ có cái sự thay đổi, chứ cái chuyện ăn nó cũng nghe. Chứ là sự thật này như vậy, nghe rồi thì nó cũng không có chúng ta cũng nên cải tiến, cũng nên đổi thay. Thì kính thưa quý vị, nếu mình học trong kinh Văn Phật thì nó sẽ rất là hay. Một trong những cái pháp mà nghe lại nhiều lần, chúng ta phải nghe nhiều lần, mỗi lần như vậy, có ý nghĩa cũng nghe pháp và nghe thì chúng ta hiểu biết. Và từng lần như vậy, nước kia từng giọt nhỏ hời, từng kia càng chảy của thời hôm nay. Quý vị trong Pháp Cú này trải qua mười mấy gần 200 năm nay, cứ hàng ngày, cứ mỗi ngày, cứ 365 ngày, 423 câu, cứ dần mãi cái thời gian cho tới ngày hôm nay. Kinh hết rồi, vòng lại, nghe mãi. Và sự thật, những khi cái chuyện đó tôi coi một hai lần rồi chúng tôi dễ bị quên. Cái lý pháp khi mình coi á, cái lý pháp đó nó rất là lạ mà đặc biệt. Và cứ mỗi lần mình coi như vậy thì mình thấy rất hay. Mình xem kinh như vậy đó, cái chư Phật tử mỗi lần chúng ta nghe cũng là cái thể tài nó giống như chúng ta sẽ có được một cái sự kinh nghiệm, một cái sự đặc biệt hơn. Câu Pháp Cú hôm nay là như thế này. Câu 349 á, là niệm xấu để làm náo loạn, dùng là nhiều thường cấu, rèn thêm phiền tham ái, gây ra xiết không. Và thêm một câu nữa là 350, an vui an tịnh ý, quán bất tịnh thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, các đức dây tối buộc. Thường thường thì có mỗi có đông pháp cú thì cái câu tích điện pháp cú, mỗi câu pháp cú như vậy có một tích truyện. Cái tích truyện đó có thể là một tích truyện đó, một gồm 3-4 câu, hôm nay là 2 câu. Cho nên chúng tôi đã làm chủ để nghe như vậy. Thì câu cuốn này nó cũng rất là đặc biệt. Đây là câu cuốn kể về khi Đức Phật đã tại kỳ viên, kể về một cái vị tỳ kheo trẻ nọ được giao hàng ngày đi khất thực. Một hôm vị tỳ kheo trẻ này giao cho đi khất thực. Quý vị biết là ở chùa sớm lại này đi, ngày hôm nay như vậy ở bên các cái quốc gia đó người ta có cái chùa này, thì ở cái mặt ông thí dụ bây giờ cả mấy trăm sư, những chùa cả ngàn sư thì chia nhau đi từng hẻm từng hốc, tức là mỗi buổi sáng thì đó chia nhau ở phân cho vị này đi đường bên này, tức là cái sự cúng dường của toàn thể nó là như vậy đó, cho nên gọi là bình bản của ngàn nhà, nó là như vậy. Và quý vị biết là vào buổi sáng cái này chúng tôi đã đi khất thực ở bên Thái Lan á, đi cùng với Chư Tăng, tức là một số vị đi hướng này, một số vị đi hướng này, và đi sớm lắm, người ta còn sớm hơn mình đó, mình 6 giờ là sớm á, các vị đó đi khoảng chừng 5 giờ là các vị đi, tại vì có những lúc xa, có những lúc gần, mà thường thường thì đại khái là chừng
6 giờ cho tới 7 giờ. Bởi vì để người dân người ta còn biết, từ bên kia thì bên Thái thì bắt đầu 8 giờ người ta mới làm việc. Cho nên vì nãy sự đáng 8 giờ người ta làm việc thì mất kịp 5 giờ. 6 giờ thì các sư đã đi tơ ba cái kết thúc. Thì cũng vậy thì thì không một con quý vị này đi vào cái chỗ nhà này. Nhà này là cái đi khát nước quá, cái đi đến cái xin một cái miếng nước uống, thì có một cái cô này cũng đi ra, cô cho một cái gầu nước, cho một cái bát nước. Sư tự nhiên gặp cái sư này, cái kia cô nói mấy mốt cứ đi đến đây cũng như là một lời, như một lời cũng mời mà có vấn đề, mấy mốt sư cứ đến đây rồi đi, sẽ cho nước, sư sẽ cho sư, sẽ cho sư như đồ. Thì bởi vì thì cái trẻ này nghe như vậy thì cứ lần được đi tới đó có ba lần, thì bắt đầu từ cái mà sơ giao cho tới bắt đầu đến cái sự thân gần, đến cái sự quen biết, thì cô ta mới nói xa nói gần. Nhà này thì nó quạnh heo lắm, chỉ có một bệnh chứ không có ai nữa, cho nên là nếu như có một người nữa thì nó vui lắm. Thì là cái này nói chung ra cũng như là khi mà còn đi biết cũng dễ bị đau, thì mới động lòng. Có một thời thì cô này cô bỏ hết, cô kia là biệt tâm đi. Thì cái vị thầy khéo trẻ này rất là buồn, và khi về ôm cái mối tương tư đó, cái một hôm các huynh đệ bạn mới đi tới, mà tại sao mà sầu thảm như vậy, đang bị cái khổ đau gì, thì vì đó mới kể thật tình là như vậy. Thì sau khi đi đến thì cái vị sư huynh này mới dẫn cái vị về thầy khéo trẻ này, ta gọi là thánh bút can hát. Thì khi dẫn cái thầy đi đến các vị gọi là vị thầy của mình, tức là vị thầy tiên ma bị xâm gián, nhưng thầy không xong rồi dẫn tới Đức Phật. Khi dẫn tới Đức Phật thì bắt đầu trình bày sự việc cho Đức Phật nghe. Thì kêu trẻ này mới kể lại cái sự con quen biết như vậy, và nghe cô ta nói như vậy, và tự nhiên con bị động can, con luyến ái vậy. Thì thế là cô ta cũng như là cứ gửi đi mấy lần hồi năm không thấy, chưa hề quen nhau nữa. Bắt đầu thì kính thưa quý vị, thì bắt đầu cái Đức Phật ngài nói này, Thánh Thích Ca Hán, ta nói cho ngươi nghe, không phải hôm nay cô ta đã làm vậy với ngươi đâu, mà thời xưa tiền thân ngươi đã bị một cách khủng khiếp hơn nữa. Thì Đức Phật mới kể lại cái tiền thân vào lúc thời xưa đó, ngươi có biết ngươi là một người, coi như là một người có cái rất là thiện xảo. Thì một hôm ngươi và vợ ngươi đi xa, thì trên đường đi đó thì bị một toán cướp nó chặn đường, bắt đầu nó ở trước thì trên trang này một cái tiền xả cũng mà cũng rất là thì cũng rất là khoảng chừng nắm được rồi, mà cũng rất là xuống chân ta luôn, cái xuống tên mình bao nhiêu đó, mà một mình bắn những cái tên xuyên qua tất cả, giết chết tất cả những cái người cái tên trước đó, mà đến khi cuối cùng còn cái tên là Chúa Đảng đó, nó còn thì lúc đó thì càng khả khổ nhận với vợ. Thì đầu hai năm sau khi vợ có biết cái tình thuốc đó nó văng ra một chỗ, thì nó kêu vợ hãy đưa hướng cho. Thì ngay khi đó tự nhiên nó cũng là một điều khổ, khi mà tên thuốc này gặp cái cô vợ này, tự nhiên cô vợ này có sanh lòng mê, mà như là khủng khiếp, như đã quen nhau từ thời nào rồi khủng khiếp như vậy đó. Tự nhiên cô ta cảm thấy tự nhiên cô ái biết cô mến người cái nước có về này, thì thay gì quăng cái lưỡi gươm đó cho chồng mình, không, cô ta lại coi như là quăng cái gươm nó giết, sao nó giết chồng mình. Bắt đầu dẫn cô ta đi, cô ta đi đến một đoạn đường xong thì cái gì thì nó cướp được cái gì, cô này ác quá, chồng nó đó đã sống bao nhiêu năm
mà nó sẵn sàng chỉ trong phút chốc nhìn mình là nó đã giết chết chồng rồi, cái người này nguy hiểm. Thì cái đi lên bến sông, đi lên bến sông cái cô ta, cái ta tìm cách để ta đi đò qua sông bỏ lại cô ta, thì cô ta mới kêu mới về kêu tại sao bỏ cô ta để trả lại cho cô thầy hay rước cô ta theo, nó không ta không rước người theo, người đã bao nhiêu lần người chồng đã sống với cô bao nhiêu đó mà cô cũng giết được nó, ta là người có nghĩa là qua đời những người chỉ mới cô chỉ mới thấy ta, cô đã bỏ ta như thế. Thì cái tướng thì cái người ta lúc đó cô ta than khóc khủng khiếp, thì cái chàng này tên cướp này đã bỏ đi rồi, thì lúc đó cái tình thích thấy được sự tình đó mới hiện xuống con chó gặp một miếng thịt. Rồi cái người đánh xe trong ngày đó là một cái con cá, còn một người nữa đó tức là một cái con chim. Cái ba người đi theo, hai người đi theo thích đó, thì người thích quá thành con chó đang nhậm cục thịt. Rồi có một người lính lên cô cá nhảy lưng tư lăng tăng, thì con chó lập tức bỏ cái cục thịt nhảy xuống cho con cá. Cái gì biết con cá nó lặn xuống cục thịt, cái con chó nó bỏ ra thì không còn gì đó, nó bay lên được cô ta. Ngươi không thể nào bắt cá hay ý nói rằng ngươi không thể nào mà làm như vậy cô ta mới cười. Cá đã nhìn hai người quá thời này, chỉ có một con cá bỏ cái cục thịt này đang nhận như vậy mà nhả ra mà đi bắt con cá. Thật ra bây giờ ngươi cả và miếng thịt nói con chó như vậy, cái con chó mới cười. Ngươi đừng có cười nữa. Ngươi sẽ khóc kìa. Chính người bây giờ người mất chồng mà đến cưới cũng không còn được, thì cái câu chuyện đó thì Đức Phật kể lại câu chuyện đó. Đức Phật mới nói này, chúng ta hát ngươi chính là cái người thợ săn, cái chính là mình đi xả đó, còn cái người cô gái chính là cái cô gái mà đang đang có nghĩa là cô gái mà vừa có nghĩa là cười chuyện nó về đến ta, thì Đức Phật lại hãy chúng tôi và chú vị nghe nó là dạ nên là dùng từ rèn chi tham ái không làm cái chúng chết là tham ái ấy tại chúng ta như vậy không đấy nghe rõ không ạ? Dạ thì còn nghe không? Thì tính đúng thì chúng ta con cái của con người đó là một sự là cần thiết quỷ lý này. Chúng ta có nhưng chúng ta muốn có nữa. Chúng ta được rồi chúng ta muốn được nhiều hơn nữa. Thành mãi chúng sinh cũng như từ mấy gì thế này nói với cái chuyện mà các chúng ta cứ cho nghĩ rằng đó là cái chuyện tình ái. Không thể nào trong cuộc đời này nó có cái gì nó cũng ẩn hiện, nếu như nó có hai cái đó là cái không thật thì trong cuộc đời này
cái lòng tham muốn của chúng ta nó đọc điều lại. Chúng ta có được cái này thì mới có cái chủng tử của chúng sinh mà nó trong này không bao giờ chấm dứt được. Bây giờ quý vị biết là mãi mãi chúng sinh luôn tìm tái sanh. Đã là đau khổ rồi. Bây giờ mình lỗi đó mình cảm thấy thấy được như bây giờ cũng đừng biết khổ không? Mình buồn đi thấy tha xa hoặc là chỗ gì ta đang có tự nhiên cảm thấy buồn tất cả các cách mình khó một điều cái tình là một thứ cải thiện cái sự nô lệ nhiều cái sự chi phối của ta tại sao như vậy quý vị? Trong cuộc đời này tôi có cái một cái tốt một cái xấu như vậy nhưng tốt người tốt giờ là quý vị hay là thiên tâm dù cho tâm hay tổ vậy mà chúng ta có một cái giá trị thật đó là cái gì chúng ta biết cái gì sản linh cái gì đấy có vậy chứ cái gì là hơi thở. Chúng ta ăn tiền tụng ngon hơn thì ngon. Những cái ăn tiền tụng nó ngon nhưng nó bệnh, nó dễ bệnh. Chúng ta ngon dạ, muốn ngon dịch lạ, nó hay, nó đẹp. Nhưng điều mà nó không có tồn tại. Chúng ta nấu thêm bây giờ cái gì mà cơ quan này toàn thân. Thấy như vậy nhưng vẫn ăn được, tại sao như vậy? Đó chính là do chúng ta thích nghi. Và ở trên cuộc đời này cũng như thế sẽ thích nghi cần phải có để chúng ta vượt qua cái gì các bạn cắt đi cái sầu ai của chính nó mà lòng con người không muốn một ông chưa đủ phải hai ba ông một bà chưa đủ phải tìm hai ba bà nó khủng khiếp lắm nói một cách thật sự luôn một đứa con chưa đủ. Con nó có quậy gì đừng có than hết ha đúng không nhưng điều đó không được bà thêm bà cũng là không được không được vì cái đó là của con người cái là ta cái người vợ này người chồng này vậy cái sở hữu cái phần này của mình nó không thể mất mình không thể mất đi nhưng sự tình trong cuộc đời này dĩ nhiên có những con người có những cái tâm tánh nó nghiêm túc hay là không rồi có những con người mang tánh tức là lãng mạn mang tánh tức là coi như là hay dễ quên đi ngủ ở trong cuộc đời này chuyện của chúng sinh khổ chuyện của chúng sinh là như thế này chúng ta quý vị nói cái chuyện này mới nói cái chuyện tình ái mà nói cái chuyện sự sống của tất cả chúng ta. Bây giờ một cái vật của chúng ta xài thì chúng ta cứ xài cái vật đó đi. Thì dụ như quý vị chúng ta nghe nói cái máy này. Chúng ta nói cái máy thì cái máy chúng ta xài là đủ rồi. Như quý vị biết có những người có những cái thú vui chạy theo cái thú vui. Hôm nay cái đời máy này cái đời iPhone 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 bây giờ cho tới 20 chúng ta cũng chạy cho tới 20 cái chúng ta chưa thấy đủ chúng ta hai ba cái chính chúng tôi thấy phiền một cái chưa đủ hả chúng tôi xài hai cái chúng tôi cũng khai thực tế rồi có những lúc hai cuộc điện thoại cùng một lúc
chúng ta mới thấy khủng khiếp trong cuộc đời này. Mà hai cái sự kiện nó cùng quan trọng hết. Thì có những lúc mình nên mình thôn mình tự mình phải gài vô tải to lớn. Một cái là mình cũng mệt rồi, mà tải thêm hai cái thì chúng ta khổ thêm hai cái. Chưa đủ người thứ hai, người thôn hình cũng khiếp, chúng tôi thấy người đó cũng giỏi lắm. Rồi một cái máy chưa đủ, hai cái máy, ba cái máy, bốn cái máy, họ thích thừa, thích không đúng, chúng ta phải biết. Nhưng sự thật ra là còn cái việc mà thí dụ như nó có như thế này, có thí dụ như mình có những cái nói vậy thì chúng ta có cái tính thôi, chúng tôi không nói cái công dụng của cái máy thì dĩ nhiên nó khác. Công dụng của cái máy sau này nó nhanh khỏe hơn và nó tốt hơn, chúng ta không nói. Chúng ta phải nói rằng là tính con người thích nhiều, mà chính chúng ta không bao giờ tồn tại được, tức là nô lệ, bị tham ái nô lệ, bị sự chi phối và tham ái, mà chúng ta không có một sự trí tuệ, không có chuyện biết đơn giản. Bây giờ trong cuộc sống của mình, quý vị, chúng ta đừng bao giờ so sánh với người, chúng ta đừng bao giờ phải bị cái mặt cái tỷ thì mà chúng ta sống có bao nhiêu, chúng ta sống bao nhiêu, cứ biết ý thức, ý niệm, biết trách nhiệm. Cái trách nhiệm của mình, nói trách nhiệm tức là trách nhiệm cái gì, làm mẹ, làm cha, làm chồng, làm vợ, trách nhiệm làm đệ tử, trách nhiệm làm thầy cũng biết, chứ không phải đừng có nghĩ là không biết. Hãy biết cái bổn phận trách nhiệm của người thầy, bổn phận trách nhiệm của người đệ tử, bổn phận trách nhiệm của cha, bổn phận trách nhiệm tất cả những hình thái đó được Đức Phật dạy. Nhưng mà chúng ta không nghiên cứu, chúng ta không thực hành, có những cái việc làm thì nó không bao giờ chán được. Tại sao vậy? Bởi vì nó là cái gì, tập khởi của tham ái, mà nguồn cơn của đau khổ có thể nói là những niềm đau khổ của cái vui cái buồn trong cuộc đời này, của từ đâu mà có vậy? Từ cái tập khởi tham ái của chính chúng ta. Người mà đi tìm để bắt cá hai tay đó đau khổ, người chịu đựng cái đó cũng đau khổ, cũng đau khổ vì tham ái. Người mất mát kia đau khổ cũng vì tiếc của mình đã mất. Người có thêm nữa thì nghĩ rằng mình có nhiều thì cũng sẽ đứng vướng đau khổ nhiều. Không cả gì đâu, bởi vì tôi còn nhận khi nào mà cái người bị nô lệ, khi nào cái người bị ảnh hưởng của tham ái thì cái người đâu phải có tiền là sướng đó. Không có tiền thì chúng tôi có tiền là sướng, nhưng quá trình tiền đó chưa tồn tại. Quý vị biết tại sao? Tại vì chính chúng ta có tiền đó dễ thì chết. Bởi vì có những cái có tiền đó, người tiền người ta giết hoặc người ta để cho người có tiền cái người bị đau đấy, dùng tiền tích tiền nhiều gì cũng bị. Nhưng chúng ta có tiền nhiều thì cái sự té ngã nhiều bởi chính chúng ta tích trước gì mà tham ái. Nếu quý vị có tiền, quý vị phải giữ không? Ngồi đây cái bảo cảnh còn quên ở nhà quá, cái tủ cái là thêm mình động tâm rồi đó. Chết mồ mở bỏ cũng quên, nãy mình quên. Đi nhanh quá quên khóa tủ như mua bán hoặc là gì nhanh chóng quá chạy ra đây quên ở nhà quên đóng cửa quên cái tủ lên rồi cái chết rồi chết rồi. Không biết về hồi nó còn hay không, nó đang ở đây là lo. Chắc chắn không giữ vậy cái gì. Thì ra về gì bảo vậy thì cũng vậy, khi mà chúng ta đứng dậy đi ra về thì chúng ta không còn nghe pháp nữa. Cũng vậy trong cuộc đời một có một pháp nó xuất hiện thôi, tức là pháp trắng hoặc là pháp đen. Khi nói là chính là vô minh có mặt thì minh diệt, minh không có mặt mà minh xuất hiện, tức là vô minh diệt. Khi mà tâm tham ái khởi lên thì mất đi cái sự khi sân hận trở lên thì mất đi cái sáng suốt, tức là si mê. Đến khi mà tỉnh thức sự có tỉnh thức, chúng ta biết giữ tâm, chúng ta biết nghe pháp, chúng ta biết niệm Phật, chúng ta biết
chúng ta biết tu thiền, chúng ta biết niệm Phật. Cái tham này, cái sân này, cái cọc kẻ, nó sẽ chấp. Và khi nó chấp ngay thôi, cái con người chúng ta cũng biết cái gì tâm của mình, không tốt mình, sai mình biết tiếng con người. Khi biết người ta làm lỗi, không có biết sai. Đây là những con người đó, khiếp đảm, họ làm sai, họ cho mà làm đúng. Là trắng đổi thành đen, mà nó là trắng. Thầy có những người bạn, người thân rất là xấu. Tại sao? Bởi vì chúng ta bị cái đó bị ảnh hưởng, thì những cái gì mình chắc không có gì đúng. Cái này đã gây cái đau khổ, là cái nhân như vậy đời cái gì là xấu cái pháp đen đen mà nghĩa kết quả. Đấy, chúng ta gì nhưng mà không có tự nhiên mà mình bị, không có cái chuyện gì mà tự nhiên mà nó bị. Mình đang đi đường cái mình cho là ai xui xẻo tự nhiên đá luôn tôi chạy ngang cái tôi xe nó cán cái nó thật cái nó ngã, có phải người ta cục đá đó chúng ta té đúng không? Đúng. Nhưng tại sao mình té mà người khác không té? Điều thứ hai, mình đi mình không quan sát. Rồi cái điều thứ hai nữa, mình đi quá nhanh rồi đến khi nó cán qua thì nó dễ gây tai nạn. Thì ở đây cũng vậy, mà không, tại sao người ta không bị mà mình bị? Thì chính đây là nấu, chính là do cái nghiệp của chúng ta. Thử chưa, chúng ta có thể đánh đập, chúng ta đánh đập hay chúng ta nói dối lừa người, chúng ta làm hại người. Khi chúng ta đánh đập người nhiều, chúng ta làm cho người ta đau khổ nhiều. Kiếp này chúng ta đau khổ, chúng ta bị người ta chửi mắng, bị người ta nói xấu, mà bị người ta bỏ rơi. Thì chính từ không chúng ta bỏ rơi nhau, bỏ rơi bạn mình, bỏ rơi vợ, bỏ rơi chồng, bỏ rơi con, hay là bỏ rơi cha mẹ, nó phải được tất cả điều kết quả đồng một quả mà chúng sinh. Tại sao tôi xui xẻo tôi bị như vậy, tôi xui xẻo làm cho tất cả cái tự trong lòng mình, tự trong cái tâm của mình và trong cái nghiệp của mình. Nếu như mình có sự nghĩ là mình làm biết cái nghiệp của mình, do cái nghiệp của mình, không có cầu bạn không hiểu ai phước danh tình phước hay cầu gì đó, chính là do tất cả mọi người của chúng ta. Khi chúng ta tạo như vậy và chúng ta phải gánh mang như vậy, từng cái việc ác nhỏ cho rằng nó không có gì, nhưng cô nhìn ở trong cái việc tình cảm gia đình, ở trong việc mà của cuộc đời này cũng như thế. Trước cái việc ác làm rằng không kết quả đức ta bao giờ, đức kia từng dội cho hờ, bình kia đang ở ngay trong tâm tư tình cảm của đời con người với cha, với mẹ, với bạn, với con, với cái. Điều phải có một cái chân chất xuất phát, có một sự đoàn kết, có một sự chăm sóc, có một sự bảo quản. Còn không biết nó tồn tại hay không, tại sao có những cặp vợ dễ đi đến, dễ xa lắm nhau, dễ đi đến thất bại với nhau? Bởi vì họ quá chú tâm đến cái chuyện tiền bạc mà quên
quên đi cái chuyện tình cảm, cái sự học, cái sự dạy dỗ những người con. Cứ nghĩ rằng có tiền được cho nó là được rồi, thì quên đi chăm sóc những người con cháu, quên chăm sóc cái gia đình của cha của mẹ. Mình nghĩ rằng mình có tiền mình cho cha mẹ mình được rồi, mình tiền cho vợ mình thì mình có thể biết tiền rồi mình là xong. Cho nên vì vậy vợ và chồng cứ hai người nghĩ tiền, không nghĩ tới ai hết, cũng vợ cả chắc chắn đó là cái quá trình hiện tại. Có những câu chuyện, những câu chuyện vừa rồi có cái gì quá khứ, nhưng có những câu chuyện là do cái gì, do tự chúng ta tạo, chúng ta không thấy. Đó là thực tế, cũng như mình đừng có trách là mình bệnh hoạn nhiều. Mình bệnh hoạn nhiều cũng do chính mình không có biết chủ động. Mình nghĩ dù cái số tôi tế tôi có những nhiều người nó tin cái nghiệp của mình nên là tôi không bệnh, không có nói nghiệp quả gì. Cũng như nó cái số tôi bệnh là tôi phải đi số của ta là cái số tôi xui là xui. Không phải giao phó thác cuộc đời mình cho số mình, cho rằng nghiệp quả. Một khi nào mà chúng ta đã tận nhân lực rồi, cái gì là thứ nhất là trí thiên mệnh, phải vậy mà nấu thân người một tỷ tử thì phải trí nghiệp quả. Tức là chúng ta đã làm hết khả năng, hết điều kiện mà cái sự tình đó nó không được. Thì như thế nó mới cả năm trôi, nó mới đi cuộc sống này, nó mới đưa đến cái sự tốt đẹp. Cuộc đời này nó lên, khi mà chúng ta đi lên thì nó tới đụng cái gì, nó tới đỉnh hay hoặc là tới đầu dốc thì sao cái gì, khi chúng ta lên đầu dốc chúng ta xuống dốc. Có những người không thể lên được tới đỉnh, tới đó nằm ở đó luôn. Ở đây cũng nghĩa rằng đời này chúng ta đi không có tròn tuổi thọ đó. Thí dụ như bây giờ của mình là 60, 50 đó, chúng ta đi tới đó thì từ dốc từ đó chúng ta đổ xuống. Thì đổ xuống ở đây có nghĩa là cái gì, là tất cả chúng ta đang bệnh dài đó, trong vài các trăm nhỏ thôi, nhưng chúng ta tạm thời nấu cho mình là coi như tuổi 60, 70 nó là thọ đi, thì chúng ta tới nóc đó, tới nóc đó rồi là chúng ta xuống. Nhưng điều kiếp con người là phải như vậy, mà nhiều khi tuổi nó đã tới nóc rồi mà nó phải xuống. Chỉ cho 60, 70 đi thì xuống. Tâm chúng ta lúc nào cũng nghĩ ra mà đúng, mình còn trẻ, mình còn đẹp, mình còn hay lắm mà, đúng không? Mình còn trẻ, mình còn đẹp, mình còn khả năng. Cho nên ít bao giờ chúng ta biết tự nghiệm lại thì ra mình già, mình bệnh rồi, mình gần chia tay rồi, kết thúc. Khi mình hiểu được như vậy thì mình quý mạng sống của mình vô cùng. Chúng tôi có quen một cái mới của một người, buổi sáng á cái vợ chồng điện thoại, chiều nay cái bà vợ điện thoại, mà chúng tôi cũng nói thật, cái chị này bệnh đặc, cái chị mới nói sao con buồn quá thầy, nó buồn sao? Con nói theo bên đạo con cũng làm hết khả năng mà tại sao mà bây giờ con phải rơi vào tình huống vợ chồng con sống cũng hiền hòa, cũng tốt đẹp, mà tại sao bây giờ cuộc đời này nó đưa cho con tới cái đen vô cái thế nào? Cái nó vậy hả? Chồng chồng ông ta hát một bài hát coi như tình khổ hồi xưa rồi sáng rồi chiều nay coi như là vợ ca cho mình coi như là tình thế luôn. Cái đến cuối cùng hồi xưa nhà chơi vợ chồng lúc đó nói chuyện được coi như là sự đời này nhá.
Thưa thưa quý vị giả, giàu lắm thì phải giàu lắm cũng như đó. Thì có tin không? Mượn đông, mượn tay, đang mượn tay, mượn tay tiền không? Cái vậy, nhưng bây giờ đến khi mà kết mượn được một vài ngàn, một vài triệu, người ta còn tránh né mình nữa. Mà không phải con hết tiền, tại con không được cái này, con quan không được cái kia, con bán buôn đất đai từ cái này nó thôi vậy hạn. Thì cuối cùng chúng tôi nói, ở trong cuộc đời này, xưa tới giờ, hai chồng chưa gặp cái hoàn cảnh này, bây giờ mới gặp hoàn cảnh này, dạ đúng, nhỏ tới lớn vậy. Thì cuộc đời này đừng có phải chán nản gì hết trơn, chắc chắn rằng hết vui rồi tới khó. Lúc chúng ta có tiền, chúng ta không có tiền, lúc chúng ta vui, chúng ta buồn, đó là cái của mày. Không ai không, nếu như họ có lớn, họ từ bé tới lớn cũng như là bé một đường, cũng như là sướng đường họ không có. Như một cái, như con người mà chỉ có một cái mũi, có hai con mắt, vân vân, có một cái miệng, chứ không có cái thứ hai nữa, thì cuộc đời này nó chỉ có duy nhất ít người như thế. Chứ còn tất cả chúng ta đều chịu cái vui buồn. Mà tại sao con thấy vô buồn? Tại sao anh chị thấy buồn? Tại vì cuộc đời này nó là như thế. Đâu ai cũng cho mình lọc hoài, ai cũng cho mình hoài. Nếu không phải là được ân sủng của Chúa, bây giờ phải biết giờ Chúa phải giúp con rồi, cũng như mà đậu con rồi, không ai đậu ai, không ai giúp ai, rồi bây giờ tự gì giúp cái gì, chính cái gì chắc cả hoàn cảnh về điều kiện. Dạ con luôn có niềm tin, đúng, có niềm tin là cái điều tốt. Nhưng khi chúng tôi nói như vậy thì cuối cùng là chúng tôi biết đỡ lắm rồi, đừng bây giờ cũng sẽ có lối thoát cho mình. Tự động trong cuộc đời này nó cũng sẽ có lối thoát đi qua. Cái lối rằng là cho đến lúc chúng ta muốn tự giận luôn, cho nó không được đâu. Bên đạo dầu cho đạo bên đạo hay bên Phật gì nói đến chuyện tự sát, đó là một tội lỗi rất lớn. Mình tự hủy hoại mình đó. Quý vị nhớ người nào mà hủy hoại, hủy hoại cái sắc thân của mình không? Quý vị biết là cả trăm kiếp không có đầu thai là người đó, không có tái sinh lên làm người. Cái ủa gia thầy ở bên đạo con là cũng như là cấm cái chuyện đó, cái điều đó. Nếu như mà tự sát một người đó không được về thiên đàng, mãi mãi coi như là đọa xứ, mãi mãi là sống theo quỷ đó, không phải sống nói trên cái lý đạo tên cũng chân chẳng như vậy đó. Cho nên đừng có suy nghĩ cái tuyệt vọng, thì như tất cả chúng ta cũng như chúng ta đang có những niềm đau, chúng sinh phải chịu nạn cung. Bây giờ không phải ai cũng sướng như ai. Xin lỗi, cái bây giờ mình chưa sợ chết, mà người chưa bị bệnh cũng sợ chết, sợ bệnh như người đang bị bệnh sợ chết. Thì cuộc đời đó là vậy. Nghe rõ chúng tôi nói người bị bệnh thì sợ chết, sợ chết nhất. Người chưa bị bệnh thì sợ bệnh và từ cái bệnh đó sẽ chết. Mà chết một cái người ta cũng kiếp. Nhưng hãy nhớ rằng cái chết đó nó chỉ là một sự thay đổi. Nói theo bởi những vì chứ đúng vì mới muốn học viên dân pháp thì sẽ chỉ cố gắng học đi tới cái lộ cái khi mà chỉ tới cái lộ định tâm, khi một cái lộ tử, khi cái tâm tử nó chấm dứt, nó có cái tâm tục sinh mới nói tiếp cho chúng ta. Nó như là một xoay hết cái này tới cái kia, thì bây giờ ý như là cái kia một trái đất nó quay, thì nó quay hoài vậy đó. Nó quay cái điểm này thì cái mặt trời tối thì nó quay vào cái nó sáng. Cái gì thông thì cũng vậy, nó như là kích ngược sáng tối. Khi mình chết đi thì cái bước tối nó hơi tối nhưng mất thì không phải vậy. Cái ánh sáng nó mất hẳn, chết là chết kích hẳn không có. Mà chúng ta lại ủng hộ cái mặt trời đó, cái trái đất này, chứ cũng vẫn còn thì cũ đó, nhưng nó quay đi, thì cũng phải
cái sự sống, cái chuyện sự. Nhưng chúng ta đã chết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta sai. Không biết như thế nào. Không biết được hai sinh tử gì. Bởi vì sát đê, sát ta, bá đế, sát tiếng, tất cả chúng sanh đều phải sợ chết. Anh nói, dạ thưa sư, con sợ chết. Còn có nhiều vị cũng vậy đó. Tu đó chết tới nhầm nhỏ sợ. Tất cả chúng sanh sợ chết. Chúng sinh phạm phu sợ chết, và kẻ khẳng định cái câu một câu này. Còn nó già quá, tôi sống da thọ đa nhục, tôi chết sớm cho nó khỏe. Cái chuyện chết sớm đó chính là cái sự trốn tránh cái đau khổ, chứ không phải là nó sợ chết. Mà chết thì tự tất cả chúng sinh đã dồn nén và ôm ấp nhiều cái tham ái chất đầy nhiều. Tham sống kiếp này, tham sống ở nhưng nhiều kiếp nữa. Đây chính là như đó, những gì biết đó, bắt cá hai tay, cái con chó đó cạo miếng thịt, cái miệng chỉ gặp có một cái thôi, lập tức bỏ cũng thịt nhảy xuống hồ, muốn bắt cái con cá nó nặng số. Rồi đến khi con chim mới chụp cục thịt nó bay đi, con chó đứng ngó. Trong cuộc đời này chúng sinh cũng như thế đó, cứ chạy đi lo theo tiền thì lần lần nó mất đi cái gì? Trước nhất là mất đi cái muốn gia đình, mất là một chuyện. Chuyện thứ hai mất đi cái gì? Mất đi cái sức khỏe của mình, nhà ở ha. Nhất đi mất đi cái sức khỏe của mình, mất đi cái sự an ổn trong lòng, mất đi cái sự sống của chính mình. Mãi mê cho nên sống bao nhiêu đó cũng đủ, mà bao nhiêu tri túc, tiềm túc, hàng tiềm túc, biết đủ thật sẽ đủ, mà không biết đủ thì không bao giờ đủ. Coi như là làm ngày làm đêm cả thiên chủ nhân cũng nhiều lắm. Ngoại trừ thật ra bây giờ nó cũng khổ, có nhiều phật tử ta nói chưa biết, không phải cũng muốn làm tăng ca nhưng được bị công ty nó nói này nó nọ, nhưng chúng ta cũng phải nhớ cô trong sức khỏe của mình. Bởi vì nếu giờ nó giơ tay đầu hàng chứ nó cũng dám đuổi mình đâu, nhưng điều mình cũng nghĩ nó hợp lý, mình cũng cố gắng mình làm tăng ca. Thế bây giờ chứ tôi nói thêm cái điều này đó gì cớ rồi cái gì á, bắt đầu không có tiền như vậy thì kể cuộc sống gia đình cũng thay đổi, không có tiền cũng không có đi làm phước được, không có nhiều việc được, không làm phước khó gì đó. Mình nói cái điều đó, mình nói cái lý rồi nghe cho đi, cái sự tiền đang trước nhất mình lo cho cái chuyện mình muốn cái chuyện tiền bạc, nhưng sau đó mình không thể nghe đến khi lo thì quyết tiền đó có nuôi đủ hay không. Xin lỗi chú vị biết ba cái insurance, cái bảo hiểm nhiều việc, cái bảo hiểm chỗ tôi có lo tròn. Cái sự an ổn chúng tôi muốn chính cùng người mình muốn mình vừa tệ vừa hết vừa bình an trong đó cũng chính là bắt cá và nhiều một bay cho nên cái bất bình vậy. Quan đi nghĩ lại giờ một cái cuối cùng nữa thì trong thời bị quấy nào của cải vợ thì thương là cũng làm vừa tôi biết được mình trường cho một cái chữ lo vừa ở đây có nghĩa rằng ở đây mình quá thì chúng ta tự chúng ta chết mình. Cái đề pháp này nói ra thì nghe nó hơi tức không thế phải không, tự nhiên ở đây chính là cái gì, cái thu bị tất cũ cực, đưa lo xa ác sẽ có một cực, không lo xa cho mình mà lo xa cho mình là cái gì, lo cái chiếc cuộc
lo xa hơn nữa là cho chồng luôn sinh tử đau khổ như chính. Vay nợ trả nợ nhiều, hay một bớt lãi được cái sự sinh được cái sự tốt đẹp ngược lại, chúng sẽ hết sức là đau. Chúng ta cứ chạy mãi thì đau khổ sẽ chồng chất. Bắt đầu từ cái này nhảy cái câu cuối đó. Câu cuối thì chúng tôi đọc về chủ nghĩa nghe, cho nên nó quan trọng, nó siết cái tham ái, nó siết nó sẵn nó tẩy chúng ta siết. Dây ràng nó siết, chúng ta nhớ người ta thắt dây. Thì cái lái con người càng tăng trưởng nhiều, nhớ càng thương, đừng có nhận người ta là hết, không có chuyện đã đau. Nhận một người nào đó buông bỏ xuống, đời này tôi gặp ông rồi tôi sợ quá rồi, đời này tôi gặp người đối diện là người A người B là bạn quá, không biết thế nào. Tôi biết rằng cô rất là nhận cái tên này, tên người này như vậy mọi cô càng nhận cô càng khổ, bởi vì nhận nhận hôm nay ngày mai cô nhận nữa, cô tại sao kỳ quá, cô không gì gặp ổng, cô không, mình không có quyền định nghe cái gì. Quý vị biết mày có mấy cái quyền quyết định không? Đối diện quyết định quá chúng ta không hề gặp mà quý vị mới quyết định ra cho chúng ta không? Định không đau đứng được rồi mà dịch chính pháp bảo khi cái tôi đó mà vẫn thế hả, cái gì quyết định, cái gì nó quyết định ha, cái nghiệp quả nó quyết định chúng ta. Mà thương thấy xa được nghe lại, thương thấy xa thì ghét thấy gần. Cho nên chúng ta buông bị như vậy, cái sợi dây trói buộc của tham ái. Mà tại sao cuộc đời mình sống bị cái hộp sạn nó khổ đau, bị những hộp sạn khổ đấy, ta bị đặt cái chân cái đầu dài khổ, dài thì bỏ hai cát ra khổ biết. Và coi như là chúng ta đừng bao giờ có một cái sự suy nghĩ. Thế đây cái sự tham ái, tức đèn tham ái. Thì thôi, coi như đường sinh ai, đường sinh ở.
tắc và tu và đắc chứ không phải gu không hay là có điều mà chỉ có điều gọi là cái hồi hướng phước lành cho nhau là tình nghĩa hết. Quý vị biết thì chúng tôi làm phước cho cái Việt Nam này, anh cũng quen với chùa, quen với sư lực luôn. Ngày mai tức là ngày đám của sư lực mà nha, ngày mai của sư lực giáp năm. Sư lực thì vô tình cũng một phần tử này người ta cũng thân với sư lực mà căn phần giáo nguyên tỷ cái căn quét đó hay chồng đó thì cũng như chúng tôi thấy cái đi cũng không có đức, mất chồng cũng có nhiều lắm. Thôi cô thấy đó, cô nói sư linh mới chết thì mới cái nó chết liền chứ liền cứ như người ta mới cái thọ 70 tuổi rồi sao mới được sao mới đó được sao mới nó chết liền. Thế đây chính là cái gì biết tôi làm luôn. Đó là chính tại sao ta chết mà người ta khóc bởi vì cần thiết quá. Trâu xa những tập tay mới đó thì thôi tất cả những gì hiện hữu cái cuộc đời này rồi chúng ta sẽ đi xa xa, đó là sự thật. Nhưng là con người bớt đi bớt nóng bớt ngăn bớt giận bớt hờn một chút xíu, bớt tỏ ra tỏ vẻ mình là như thế này người như thế kia, cũng như hiện hiện giống như sư như quý vị danh dễ thì hơn thiết rồi đó thì nghe quý vị và anh nói hiện chân tại sao anh chúng tôi thật sự thấy tôi hiện chứ nhiều khi hồi xưa chúng tôi nói như thế này đồ đồ phải dở như đâu mà trước khi chúng tôi nóng bây giờ chúng tôi thấy cảm thấy chúng tôi bớt nóng thì chúng tôi mừng, trước khi chúng tôi giận nhiều bây giờ chúng tôi cảm thấy chúng tôi bớt giận, trước khi chúng tôi khó có bỏ qua con người nhưng bây giờ chúng tôi phải tự tập cho mình phải bỏ qua, đó là cái tôi. Chúng tôi nói ra cho quý vị mình cũng chính tự mình nói cho mình nghe dạy cho mình biết đó. Dạ thì kính thưa tất cả quý vị xin có đôi điều thì có câu thứ 4 là như vậy. Những có điều gì sẽ tới cho những mong cầu thể để chúng con nghĩ cho được chấp nhận lời chúng ta đây chúng ta đứng lời những chân thật của cả những đề thế giới đại thiên vương các vị chư thiên của thiên chân pháp của mong các ngài sinh thiên hoàng nghĩ sẽ hộ trì đến trên kể đến các vị chư thiên nhất là các vị các đại thừa quảng nghiêm các vị chân linh chỉ linh chân linh chúng sinh tại nơi đây là chân linh của cố sư huynh của chúng tôi cả thân bằng của các bậc thầy tổ ngài cố hoàng thượng thịnh sự ngài cố hoàng thượng pháp vệ tổ thượng thủ hạnh ngài cố hoàng thượng vô hại ngài vừa rất đặc biệt tất cả ngài đường chắc chắn cùng tất cả thân bằng của tổ của chúng tôi vì xin tất cả được an lành được thánh quá trong Phật pháp. Nam mô Phật sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa mô sa mô hạnh thay mời quý vị dành ra một sáu con đem theo lòng thành kính sa tu sa tu lành thầy, chúng con xin được kính tri ân đại đức thượng tọa về quyền đất từ bi hoan hỷ thuyết giảng kinh pháp cú số 349 đến hai phật tử chúng con xin được thành kính tri ân đại đức thượng tọa tề quyền. Thay mặt đại chúng con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh từ bi chúc phúc cho rung mạng. Nam mô Phật Thầy gia, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh. Tất cả phương pháp ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lần thay chúng con xin được thành kính trên đại đức minh hạnh từ bi và nị chúc phúc cho rung. Atana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng phước báo. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngữ yên hàng ngày,
Từ nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hối họp về, sẽ dùng pháp thi tiền về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hạ xa, tỳ khưu trắng luân trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quấn được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thấm hoa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quan đoa đầy, cầu cho hương thánh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thánh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin có cả thấy chúng con tấn hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Thưa sư báo mà chúng con đã trong sạch hàm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc lá quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm hoán duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Và kính bạch cho đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật pháp trong rung pháp của kinh truyền đề ngày hôm nay sẽ được khép lại. Trong vài giây phút tới, chúng con xin được thành kính cung thỉnh cho đốn đức tăng, kính mời quý tu nữ và toàn thể đạo tràng ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại đạo tràng rung pháp của kinh để sinh hoạt Phật pháp như thường lệ. Họ mong sự an vui, sự tiến hóa. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Kính chào tạm biệt, còn xin được đóng rung.